Tin tức thị trường tiền điện tử ngày 15 tháng 6 2022. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy Kinh và Đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Và đây mình sẽ cập nhật những thông tin mới mẻ nhất của tiền điện tử cho bạn ngày hôm nay. Cái đầu tiên là mình phải nói về Celsius. Celsius là đang đi trên cái lối mòn của Luna. Thì những ngày tới đây nó sẽ trả lời, nó có thể cứu vớt cái công ty của họ hay không. Nhưng ngay bây giờ nó đang ngăn chặn cái sự rút tiền và giao dịch trên hệ thống của nó. Riêng cái công ty này, Celsius là cũng là một cái công ty khổng lồ. Tháng 10 vừa rồi, cái tài sản của nó lên tới 26 tỷ đô la. Nhưng chỉ vừa rồi, chỉ vài tháng trôi đi, cái sự tài sản của nó giảm xuống còn tới 11 tỷ đô la. Trong cái hệ thống của nó có tới 1.7 triệu người sử dụng cái hệ thống của nó. Thì nếu mà Celsius sập đổ thì nó cũng, nói chung là nó cũng là một cái gánh nặng cho cộng đồng tiền điện tử, ok. Thì đây là cái Wu Blockchain, thì nó đang track những gì Celsius đang làm. Thì người ta cũng đang deploy và bỏ thêm tiền vô trong cái hệ thống của nó, ok. Nhưng không biết nó có cứu vớt được không. Để trước khi, sau khi mình tiếp tục đi theo cái video này, gọi là để mình giải thích cái hệ thống Celsius như thế nào. Celsius nó cũng giống như là một nhà băng, là bạn cho họ nhà băng vay mượn tiền, đúng không? Thì thường cái nhà băng đó, nếu bạn cho người ta vay 100.000 thì cái thằng nhà băng đó thường nó chỉ giữ 10.000 ở trong nhà băng đó thôi. Còn 90.000 kia thì nó cho những người khác vay mượn để nó lấy lãi. Thì thằng Celsius này nó cũng giống vậy, ok. Thì cái bạn bỏ 1 đồng BTC vô thì nó chỉ giữ một cái phần trăm nhỏ nhỏ của BTC của bạn trong hệ thống của nó thôi. Còn bao nhiêu thì nó đi mua đầu tư những chỗ khác. Thì bởi vì vậy nó đang dính vô cái nguy cơ sập đổ. Một ngày trước khi Celsius đóng cửa nha, không sau sự giao dịch, thì ông Alex là ông CEO là rất là mạnh bạo lên những cái trang mạng điện tử xã hội và trả lời là trước khi đó là nó có những cái tin đồn, trước đây là một tháng trước là có những tin đồn là Celsius là chuẩn bị đi theo thằng Luna, thằng Terra. Nhưng ông bất cứ một cái tin tức nào xấu xảy ra thì ông này lên trả lời là bạn giống như cái tên này, là ông nói là ô mà bạn có biết là ai là không có rút được tiền từ Celsius hay không, ok. Chỉ một ngày trước thôi, trước khi cái hệ thống của ổng sụp đổ, thì bạn nghĩ sao về Celsius? Đây là một khuôn mặt rất là quen thuộc, John đúng không? Justin Sun. Thì đây là Justin Sun á, ok. Thì đang muốn cứu vớt cái pet của ông ta, và ông ta đã bỏ vô 2 tỷ đô la rồi, ok. Và sau đó cộng thêm 500 triệu đô la vô nữa. Nhưng mà có một cái là ông chưa được cứu vớt cái đồng của ông lên lại được một đô. Thì bạn nghĩ sao, ok, về John? Đây cũng là một cái tin tức mới mẻ về Terra, ok. Cập nhật cho bạn luôn để bạn có thông tin. Thì là có một cái điều tra thì nó đang nói rằng, ok, cái này là chưa xác định, nó đang nói rằng á là cái sự tấn công của Luna trước đây là không bởi vì những con cá mập, mà bởi vì những cái ví ở trong cái hệ thống Luna. Thì đây là một cái tin tức nó mới được đẩy ra, chưa có sự xác định, nhưng mà chừng nào có thì mình sẽ cập nhật cho bạn. Đây cũng là một cái tin tức cực kỳ xấu, ok. MicroStrategy là một cái công ty nắm nhiều Bitcoin nhất trên thế giới, ok. Và ngay bây giờ cái ngày 15 tháng 6 thì cái hệ thống này, công ty này đã lỗ tới 713 triệu đô. Thì có những cái tin đồn là cái công ty này chắc là chuẩn bị đi theo thằng Celsius luôn, sẽ sụp đổ, đúng không? Nhưng có những cái tin tức mới ra là Celsius, MicroStrategy nó có đủ tài sản để nó cứu vớt, ok, nếu rớt nữa, ok. Và nó sẽ không bán một đồng BTC nào hết của nó. Thì đây là Crypto World, ok. Crypto prices would fall another 30%. Thì ông này ổng dự đoán á là bây giờ cái cộng đồng tiền điện tử á nó sẽ rớt xuống cỡ 30% nữa. Riêng thằng BTC
ok, nó đã rớt xuống 63% rồi. Nhưng mà nếu mà đi lại lịch sử thì nó rớt xuống khoảng cỡ 80% trước khi nó quay đầu. Thì khoảng ngay bây giờ cái giá của BTC là khoảng 21.000 đô. Thì bạn cứ nghĩ là nó rớt xuống khoảng cỡ 20% nữa trước khi nó quay đầu. Thì đó là một cái tin đồn ở ngoài cộng đồng tiền điện tử thôi. Nhưng mà nó có thể lặp lại, bởi vì cái tâm lý của con người, cái tâm lý của cái sự mà cycle, cái mỗi vòng xoay của tiền điện tử thì thường thường nó lặp đi lặp lại, bởi vì cái tâm lý của con người thường thường rất là khó thay đổi. Bởi vì vậy, đây là cái SP500 thì it's only now officially entering the bear market territory. Thì đây là một cái chứng tỏ là cái thằng SP500 đó, nó mới được dính vô cái sự sự downtrend. Ok, nó mới rớt xuống đầu khoảng cỡ -700 mấy%. Ok, QQQ versus BTC last 90 day. 90 ngày vừa rồi, hai cái thằng gọi là Nasdaq á với thằng BTC thường thường nó đi song song với nhau. Đây là một cái chart có thể chứng tỏ. Thằng BTC ngay bây giờ nó là được xuống á -23%. Còn thằng Nasdaq thì xuống 7.45%. Thì hai cái này có thể là đang đi song song với nhau 90 ngày vừa rồi. BTC 14% off 1.217. Thì cái điểm 2010, cái điểm cao nhất của 2017 đó là 19.900. Và ngay bây giờ nó đang nằm khoảng cỡ 21.000. Thì thường thường ngay bây giờ đó, trong lịch sử hồi đó đến giờ thì chưa bao giờ nó đi xuống giảm hơn cái đỉnh vừa rồi. Để mình lặp lại, chưa bao giờ trong lịch sử của BTC thì nó giảm hơn cái cycle vừa rồi, cái đỉnh vừa rồi thì 19.900. Thì chưa bao giờ. Nhưng mà ngay bây giờ với cái sự kinh tế ngay bây giờ rối loạn như ngay bây giờ thì có thể nó thay đổi. Ok. Thì cái điểm mà nó chạm có cái đà đi xuống nữa thì nó cái đà mà tối nhất á, nghe đen tối nhất á, thì nó khoảng cỡ mười mấy ngàn đô, là cho là khoảng cỡ 13.000 đô. Ok. Nhưng mà để mà đi CA vô á, thì nếu bạn có một con số ổn định mà bạn nghĩ cái vốn này bạn có thể đầu tư lâu dài được, thì nếu mà nó dưới cỡ 20.000 đô là bạn có thể mua vô từ từ rồi. Mà nhớ dùng là nếu mà có mua vô thì gọi là DCA on steroid, là cái cách mà có thể tạo được nhiều lợi nhuận nhất cho bạn. Ở dưới màn hình này mình sẽ bỏ một cái link là DCA on steroid cho bạn, để bạn có thể dùng thông tin đó để đầu tư. The inflation beast that will not die, ok. Cái lạm phát thì ngay bây giờ nó khó mà chết được. Ngay bây giờ là cái lạm phát là 8.6 ở Mỹ, một cái lạm phát mà cao nhất 40 năm vừa qua. Mà 8.6 là chắc chắn là con số đó không phải là con số thật rồi. Thì rõ ràng bạn phải biết đó, cái đó. Thì cái The Fed á thì nó cố gắng đánh bại cái lạm phát, thì nó là cái trách nhiệm của nó. Bởi vì lúc mà lạm phát á, thì là những cái người dân á, là những người nghèo khổ nè, và cái những cái người dân trung bình á, là những cái người và thiệt hại nhất. Ok, bởi vì vậy thì nếu mà bất cứ một cái thế giới nào, một cái đất nước nào mà cái nhóm người số đông mà nó đang khổ cực, đúng không, nó đang gian nan, thì nó sẽ tạo ra một cái đất nước nó sẽ rối loạn. Bởi vì vậy, ok, cái thằng the Fed á, thì nó chủ yếu là nó quản lý cái đó. Thì ngay bây giờ nó làm bất cứ một cái giá nào để nó control được, quản lý được cái lạm phát, thì để lạm phí được cái để control quản lý được cái lạm phát á, thì nó phải tăng trưởng cái tiền lãi lên. Ok. Và ngày mai là cái ngày nó sẽ quyết định nó sẽ tăng lên như thế nào. Và có thể ngày mai và có rất là nhiều data là suggest nói rằng là cái tiền điện tử hay là cổ phiếu cổ phần sẽ còn rớt nữa, bởi vì cái The Fed á, nó sẽ tăng cái tiền lãi. Thì đây cũng giống như vậy. Cũng Jim Cramer là một người rất là nổi tiếng, thì cũng nói cái câu chuyện giống như vậy, là
nó sẽ tăng cái monster rate, ok, nó sẽ tăng một cái sự tiền lãi á một cách khủng khiếp để nó quản lý được cái lạm phát. Thì trước đây 13 năm vừa rồi, ok, thì bạn thấy là Mỹ nó cứ in tiền và nó rót tiền vô thêm cái economy, là cái kinh tế của nó, ok. Và ngay bây giờ là lúc đầu tiên nó lấy lại cái tiền của nó, nó hút cái tiền của nó ra lại, nó mua lại những cái cổ trái phiếu của nó lại, ok. Thì bởi vì vậy thì là đây là một cái sự trải nghiệm mới mẻ của cộng đồng tiền điện tử, ok. Nếu mà để cái kênh này mình đang là chia sẻ để chủ yếu là bạn có thể có thông tin để đầu tư thì đây luôn, ok. 30 năm vừa rồi cái tiền mà lãi mà để mà vay mượn để mua nhà thì hồi đó vài tháng trước thôi nó chỉ có dưới 300 nữa, nhưng ngay bây giờ nó đã mới vài tháng cho đi thôi mà nó nhân lên gấp 2 rồi, 2x rồi, ok. Ngay bây giờ nó lên tới 6.28%, ok, một cách rất là khủng khiếp. Và bởi vì vậy, ok, người dân của Mỹ sẽ khó mà có thể mua được một cái tài sản, một cái nhà cửa, một cái real estate, ok. Ok, mortgage rate hit 6% after a big sell off in the bond market, đúng không? Đây là một cái thông tin rất là xấu xa cho những người ở Mỹ. Và bất cứ cái gì xảy ra ở Mỹ thì nó sẽ xảy ra những cái nước khác trên thế giới, bởi vì nguyên cái thế giới đang dùng tiền của Mỹ để giao dịch. Ok, 30-year mortgage rate, đúng không? 30 năm mà fix luôn á là tới 6.7%. Thì đây là những cái phần trăm mà những con số mà cao, rất là cao so sánh với những năm vừa rồi. Đây là một thông tin rất là quan trọng. Ok, là cái thông tin mà digital asset outflow hit US 100 triệu. Thì đây là cái thống kê mà nó track là cái tiền rót vô cộng đồng tiền điện tử và nó rót ra. Ok. Tuần vừa rồi thì nó rót vô được một trăm triệu đô nhảy vô tiền điện tử. Và cái tuần vừa đây nè, ok, thì bạn đã thấy nó bị negative, nó bị xuống cái nguyên cộng đồng tiền điện tử á, ok, bị negative xuống một trăm triệu đô. Đó có nghĩa là người ta lấy tiền, những cái người đầu tư người ta lấy cái tiền của người ta ra tới một trăm triệu đô lận, ok. Và đây là những cái đồng mà những người đầu tư nhỏ và lẻ và những quỹ lấy ra, ok. Cái tuần vừa rồi á, ok, thằng BTC nó rớt xuống tới 56 triệu đô là nó rút ra, ok. Thì riêng thằng Ethereum á, cái tuần vừa rồi á thì nó bị 40 triệu bị rút ra, ok. Và nếu mà bạn đi qua cái chart mà chính giữa bên phải á, ok, tính nguyên năm á thì thằng BTC thì nó vẫn lên được tới 450 triệu đô. Nhưng mà riêng thằng Ethereum là một cái rất là quan trọng, là bởi vì những cái thông tin của thằng Ethereum và cái hệ thống của Ethereum nó lại delay cái Ethereum 2.0, đúng không? Nó delay lại cái Ethereum mà work of stake. Bởi vì vậy thì cái tiền từ những người đầu tư của Ethereum thì càng ngày càng rút tiền của người ta ra. Và tới ngay bây giờ một năm rồi thì người ta đã rút ra tới 386 triệu đô la. Vậy nếu bạn đi xuống, ok, riêng cái năm vừa rồi là thằng BTC nè, là cái nó có số tiền rót vô là tới 450 triệu đô. Và cái đồng kế tiếp được rót vô nhiều nhất là Solana thì nó được rót vô tới 108 triệu đô, ok. Và thằng Cardano cũng được đâu 10 triệu đô, XRP cũng đâu được 6 triệu đô. Thì đây là một cái thống kê bạn có thể nhận thấy là ngay bây giờ, với thời điểm ngay bây giờ thì thằng Ethereum người ta đã rút ra rất là nhiều, bởi vì cái sự mà delay của nó tuyên bố cái này rồi sau đó nó quay lại nó dời ngày. Bởi vì vậy mọi người và những cái nhóm đầu tư sẽ đang rút tiền ra khỏi thằng Ethereum. Đây là một cái thống kê, cái nó gọi là dominant, là cái thống kê nó nói hết cái phần trăm của trong tiền điện tử.
thì ngay bây giờ cái phần trăm của BTC chiếm trong cộng đồng tiền điện tử thì được 45%. Ok, và nó ok cái lúc mà đầu tư là lúc nó là cái BTC á, cái phần trăm chiếm á, thì nó nếu mà nó tăng lên càng nhiều á thì lúc đó là cái lúc mà bạn nên rót tiền vô. Và ngay bây giờ là 45% à, ok, nó từ 47 nó quay đầu xuống 45% thì ngay bây giờ là chưa phải là cái lúc mà để đầu tư mạnh vào BTC. Đây là lần và nó nói về Ethereum, cái lần này lần đầu tiên nha, lần này lần đầu tiên Ethereum mới rớt xuống 15.56%. Lúc nào thường thường á thằng Ethereum á cái market cái dominant của nó đó, cái phần trăm chiếm trong cộng đồng tiền điện tử á, thì lúc nào nó cũng hơn cái stablecoin. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà nó rớt xuống thấp hơn stablecoin nữa. Ngay bây giờ stablecoin là được 16.34%. Nói về sợ hãi thì ngay bây giờ là trong lịch sử thì nói chung là ngay bây giờ là cái sự sợ hãi rất là nhiều, tới 8 lần, ok, con số 8 lần, và càng ngày càng đi xuống. Ok, cái sự sợ hãi của nguyên cộng đồng tiền điện tử thì rất là cao, mà để mà đầu tư thì lúc nào mà có sợ hãi thì lúc đó mới có lợi nhuận cao. Đây thì nó nói về cái dominance của BTC, ok. Cái dominant mấy bữa nó lên gần tới 48, đúng không? Có 48 và ngay bây giờ nó quay đầu còn có 45 mà. Ok. Thì đây là cái gọi là cái sàn và cái nóc nhà của nó, ok. Của cái dominant. Biết là nguyên cái cộng đồng tiền điện tử nó đang rối ngay bây giờ, và có những người nhỏ và lẻ thì đang rút, đúng không? Bán lỗ, bán mất để chủ yếu là chạy. Nhưng mà riêng những cái đứa cá mập, đây là cái ví thứ ba, ok, cái kênh này mình track những cái ví mà 100 ví có nhiều Bitcoin nhất trên thế giới, thì cái ví thứ ba thì càng ngày nó càng mua vô. Ngày 14 tháng 6 nè, nó mua vô tới 425 đồng BTC, bạn có thể nhìn ở bên phải. Và ngày 15 là ngày hôm nay thì nó mới mua vô 488 đồng, ok. Thì những cái ví này thì ngay bây giờ nó vẫn mua, ok. Cứ cái giá trung bình ngay bây giờ là 22.500, ok, là cái giá gọi là cái giá sàn á. Tất cả dưới, nếu cái giá dưới 22.500 á thì bạn có thể DCA vô từ từ, ok, DCA on steroid, ok. Và đây nhỏ và lẻ thì đang chạy, nhưng mà những cái người đầu tư lớn á, giống như cái macro investor nè, Paul thì ổng là đây, ổng nói là ổng doubling down on crypto position in face of the market collapse. Ok, cái market đang cái đà đi xuống nè, thì ổng sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Ok, đẩy mạnh hơn nữa. Và đây là một người có một cái công ty gọi là Real Vision nha, và ổng là một người đầu tư rất là nổi tiếng. Thì tất cả mọi thứ đang sập, nhưng những cái người mà gọi là vĩ đại, những cái người mà sáng sủa, những cái người đầu tư dài hạn rồi, những cái người mà có những cái tỷ này tỷ nọ thì vẫn nhảy vô đầu tư. Và đây là một người rất là nổi tiếng, ok. Trước đây ổng là CEO của Twitter. Thì đây là ông đang tạo ra, mới đây thì ổng ra tuyên bố là ổng đang tạo ra một cái nền tảng của cái web file, đúng không? Và đây là cái tin tức thứ hai. Ok, Jack Dorsey business unit it build Bitcoin Lightning network infrastructure. Thì đây ông chuẩn bị build một cái hệ thống trên cái hệ thống Bitcoin, đúng không? Để biết người ta có thể dùng Bitcoin để giao dịch. Ok, thì ông đang xây dựng cái nền tảng. Thì bất cứ lúc nào cũng vậy, là cái đà mà downtrend, ok, thì rõ ràng nó sẽ rửa những cái gọi là shitcoin, nó sẽ rửa những cái coin mà vớ vẩn, người ta sẽ bay đi. Và những cái nền tảng nào mà gọi là những cái công ty nào mà nó có một cái tính chất mà dài hạn thì đây là một cái thời lúc mà người ta cắm đầu, người ta xây dựng nó để tương lai này nó được mới mẻ hơn. Thì bất cứ lúc nào cũng vậy đó, ok. Thì thường thường đó là mình sẽ nghe những cái thông tin này thông tin nọ, nó gọi là noise, là tiếng ồn thôi. Nhưng mà bạn bất cứ lúc nào mà bạn đang hoang mang thì bạn phải zoom ra, đi ngược lại thời gian, ok, zoom ra, cũng giống như bức tranh này, đúng không? Thì bạn coi nó từ ngày 2011 đến giờ, thì bạn thấy không? Thì mà mình ngay bây giờ thì mình đang tập trung vô một cái ô rất là nho nhỏ, là thấy cái đà nó đang đi xuống thôi, đúng không? Thấy nó đang đi xuống thôi, đúng không? Nhưng mà nếu bạn zoom ra thì bạn thấy từ 2011 đến giờ nó có đi xuống và đi lên
có đi xuống và đi lên, và nó đập lặp đi lặp lại cái câu chuyện này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lúc nào nó cũng đi lên. Ok, thì bất cứ lúc nào bạn hoang mang đâu vậy, bạn nên ok nên đầu tư hay không, có nên rút hay không, là sau đó thì bạn nên nhìn vô cái hình này. Ok, cái hình này nó vẽ ra một cái bức tranh rất là rõ ràng để bạn có thể đi theo. Ok, nếu có thời gian thì Bitcoin lúc nào nó sẽ lúc nào cũng sẽ tăng trưởng và sẽ đi lên. Đây là một cái lời khuyên cuối cùng cho cái bài này. Ok, và cảm ơn bạn đã coi cái video này, nó hơi dài. Ok, mình chủ yếu là cập nhật thông tin ok hay nhất, tốt nhất cho bạn có thể dùng nó để đầu tư, để sinh lời. Ok, thì đây là những cái gì bạn phải chuẩn bị. Ok, quỹ khẩn cấp. Ok, bạn phải có một cái quỹ khẩn cấp. Ok, có nghĩa là những cái tiền đó là để trang trải cuộc sống của bạn ok 3-6 tháng. Ok, đa dạng hóa, có nghĩa là bạn có phải đầu tư vô nhiều thứ, có thể là bất động sản, đúng không? Có thể là đầu tư vô passive income, là có những cái thứ bạn làm mà tiền tự nó chạy tới túi của bạn. Ok, và có thể một cái phần nho nhỏ thì bạn bỏ vô tiền điện tử. Ok, và có một cái phần nho nhỏ thì bạn bỏ vô vàng. Ok, thì phải đa dạng hóa lên. Ok, tiếp tục mua, có nghĩa là tiếp tục mua, càng ngày nó càng sập thì càng ngày mình phải càng mua, đúng không? Và mua là có nghĩa là mua từ từ vô, là ngay bây giờ nếu nó sập chút xíu thì bạn mua 10% thôi, nó sập thêm chút xíu nữa thì bạn mua 12%, nó sập thêm chút xíu nữa thì bạn mua 15% với cái số tiền của bạn muốn đầu tư. Ok, càng sập thì bạn càng mua nhiều hơn. Ok, DCA on steroid, không hoảng loạn. Ok, những người mà đầu tư mà gọi là vĩ đại và những cái người mà giống như gọi là tourist, là nhảy vô nhảy ra, thì khác nhau là bạn phải không có dùng con tim để đầu tư, mà bạn phải dùng cái đầu của bạn. Ok, và bạn đừng để thị trường nó quản lý cái cảm giác của bạn. Ok, nếu mà bạn có dính vô cái tình trạng đó thì bạn nên khoan đầu tư và nên huấn luyện lại cái đầu óc của mình để bạn vững chắc hơn trước khi nhảy vào. Ok, thu nhập ổn định rõ ràng thì bạn phải có cái thu nhập ổn định. Ok, thì bạn có 3-6 tháng đó thì bạn phải có cái quỹ khẩn cấp đó, và không chỉ vậy, bạn phải có thu nhập ổn định. Nhiều người thì phải đi làm để có một cái thu nhập ổn định, nhiều người thì đang chờ đợi cái tiền mà gọi là tiền passive income, là gì em? Thu động. Ok, những người mà có thu nhập thụ động thì ổn định hơn, bởi vì người ta sẽ không làm gì hết mà tiền nó sẽ rock vô. Ok, thì cái đó là một cách rất là tốt. Ok, giữ tiền mặt. Ok, đây là những cái thời điểm là gọi là cash là ông vua, bởi vì những cái này là những cái cơ hội hiếm có, mà nếu bạn không có tiền mặt thì là bạn không có thể đầu tư được. Biết là tiền mặt là mỗi năm là nó có sự lạm phát trong đó, nhưng mà mình thà giữ cái lạm phát đó, ok, giữ cái tiền đó để có những cơ hội mà nhảy vô để mua những cái tài sản gọi là on discount cực kỳ rẻ. Ok, đầu tư dài hạn. Ngay bây giờ thì nếu mà bạn có rót vô tiền điện tử thì bạn phải có ok những cái gì bạn rót vô thì bạn phải giữ nó ít nhất là tới tháng 3 2024, có nghĩa là ít nhất là phải cũng phải là mười mấy tháng, thì ít nhất là phải 2 năm. Ok, thời điểm ít nhất là bạn phải bỏ rót vô và giữ nó 2 năm, và bạn không đụng tới nó, bởi vì nếu mà bạn rót vô mà bạn phải vô chừng nào bạn cần tiền á, bạn phải nhảy vô và bán rẻ của nó để cắt lỗ thì không nên đầu tư. Những gì bạn rót vô tiền điện tử ngay bây giờ, ít nhất bạn phải bỏ vô nó ít nhất là tầm khoảng 2 năm không đụng tới. Ok, và bạn có những cái quỹ khác để trang trải cuộc sống của bạn, thì đó mới là một cách đầu tư. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, tin về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Xin chào.